Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là các thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Các trường trên địa bàn huyện Đại Lộc khai giảng năm học mới 2024-2025. Trường Đại học Nam Cần Thơ trao tặng 250 suất học bổng cho học sinh Đại Lộc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí tựu trường với cả nước, ngày 5 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn học sinh các cấp học ở huyện Đại Lộc náo nức đến trường khai giảng năm học mới. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi là ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác giảng dạy, học tập tại huyện Đại Lộc. Các hoạt động và chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến rất tích cực. Kết quả các kỳ thi, hội thi của các em học sinh luôn dẫn đầu toàn huyện. Nhiều thầy cô giáo được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đang được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp trung học cơ sở và tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua tại hội nghị tuyên dương khen thưởng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi là một trong 7 mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên toàn tỉnh với thành tích xuất sắc được ghi nhận. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi Đại Lộc điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và xây dựng trường học hạnh phúc. Năm học 2024-2025, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đón 315 em học sinh nhập học vào lớp 6, nâng số học sinh toàn trường lên 1.182 em. Phát huy những kết quả đạt được, bám sát chủ đề năm học, kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng khối đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, sự cống hiến của từng cá nhân cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục năm học. Năm học mới, trường Trung học phổ thông huyện Ngọc Huệ có tổng số 1.286 học sinh, trong đó có 477 học sinh khối lớp 10. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường được bổ sung hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của trường không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, toàn diện. Năm học vừa qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Kim Đồng nỗ lực đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy và học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trong đó có 82,2% học sinh được tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông Chu Văn An. Bên cạnh đó, trường đoạt giải nhì toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện khối 6. Có 2 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Với tinh thần nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học, năm học vừa qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông Đỗ Đăng Tuyển đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,3%, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,73%. Đáng chú ý, trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh, trường đạt 1 giải nhất, 3 giải 3 và 10 giải khuyến khích. Có 1 sản phẩm tham gia trưng bày tại hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Dịp khai giảng năm học mới, các tổ chức cá nhân đã trao tặng nhiều phần quà và nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2023-2024. Ngày 7 tháng 9, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với huyện Đại Lộc tổ chức trao học bổng cho 250 học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ, người con quê hương Đại Lộc, các đại biểu Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành các trường học và học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tại chương trình, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã trao tặng 250 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi, học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023-2024. Trong đó có 88 em học sinh tiểu học, 83 học sinh trung học cơ sở.
40 học sinh trung học phổ thông, 36 học sinh trung học cơ sở đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và cấp huyện, 3 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Em xin cảm ơn trường Đại học Nam Cần Thơ đã trao học bổng cho chúng em, tạo động lực cho chúng em có thể học tập tốt hơn và cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn được giảm bớt được một phần nào chi phí về học vấn. Và nếu có thể, em mong rằng là trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ chúng em, các bạn có hoàn cảnh khó khăn thêm nhiều lần nữa. Việc làm, hết sức nhân văn, thành cảm và trách nhiệm của trường Đại học Nam Cần Thơ đối với con em Vương Lộc trong cái dịp chuẩn bị bước vào năm đầu năm học mới, năm học 2014. Hết sức có ý nghĩa, nó không những cái ý nghĩa về nhân văn mà nó còn có ý nghĩa về tiếp sức cho các em đến trường, tạo cho một cái hành trang ban đầu để học tập tốt ngay từ đầu của năm học. Trường Đại học Nam Cần Thơ thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 2013, trải qua 10 năm phát triển. Trường hiện có 40 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 7 ngành thạc sĩ, 1 ngành tiến sĩ, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực rất lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là một trong top 21 cơ sở giáo dục được chấm sao, đạt chuẩn quốc tế theo hệ thống xếp hạng đối sánh UPM chuẩn 4 sao và hợp tác đào tạo quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Theo thường lệ hàng năm thì trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức trao học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó tại huyện Đại Lộc, mỗi năm như vậy là 500 triệu, và lần này là cái lần thứ hai cái học bổng lần thứ hai, và hy vọng rằng là sẽ tiếp nối năm 24, 25 và 25, 26 và mãi mãi sẽ giữ truyền thống này, và đồng thời cũng là một sự động viên cho các cháu học sinh của chúng ta cố gắng phát huy học giỏi để mà trở thành thành viên đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Chương trình tặng học bổng của trường Đại học Nam Cần Thơ cho học trò nghèo, học giỏi tỉnh Quảng Nam được thực hiện hàng năm với số tiền 1 tỷ đồng trên một năm, trong đó trao cho học sinh huyện Đại Lộc 500 triệu đồng trên một năm, các huyện, thị xã, thành phố còn lại 500 triệu đồng trên một năm. Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng cam kết trợ cấp học bổng với mức 20% học phí và miễn tiền ký túc xá cho tất cả sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam theo học tại trường, hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên học khá giỏi của huyện Đại Lộc. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc để nghe báo cáo tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2025. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc cho biết, từ thị trấn Ái Nghĩa phát triển theo hướng đô thị, trên địa bàn huyện có tổng cộng 17 xã tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, địa phương đã có 15 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và Đại Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch năm 2024 này, hai xã cuối cùng của Đại Lộc sẽ về đích nông thôn mới là Đại Chánh và Đại Tân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đại Lộc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương trong thời gian tới tập trung rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Trên cơ sở đó, huyện đưa ra những giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai đạt kết quả tốt, đảm bảo nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng lộ trình đã đặt ra. Đồng chí Trần Anh Tuấn lưu ý thêm, bên cạnh tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các ngành liên quan và chính quyền các địa phương của huyện Đại Lộc cũng phải quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Huyện ủy Đại Lộc tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2024. Tham dự buổi lễ
có lãnh đạo huyện Đại Lộc, 200 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương, các cá nhân được nhận huy hiệu đảng. Đợt ngày 2 tháng 9 này, huyện Đại Lộc có 62 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 13 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 22 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đồng thời truy tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên, 40 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên. Dịp này, huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đến toàn thể cán bộ chủ chốt huyện ủy, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Theo kế hoạch, thời gian đại hội chi bộ tiến hành và hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Đảng bộ xã được tổ chức đại hội điểm hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2025. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện tiến hành đại hội chi đảng bộ từ tháng 4 năm 2025 và hoàn thành trong tháng 6 năm 2025. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện vào đầu tháng 8 năm 2025. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 6.700 hội viên thanh niên trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2016-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đại Lộc luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho hội viên thanh niên, gắn với các hoạt động sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú như hội trại truyền thống, sân khấu hóa, chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các hành trình về nguồn. Cùng với đó, các cuộc vận động, chương trình thanh niên với văn hóa giao thông, mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn, được triển khai có hiệu quả. Qua đó thực hiện các mô hình không gian đọc sách, tủ sách tôi yêu, các cuộc thi video thuyết trình sách, góp phần xây dựng và hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đại Lộc đã tổ chức 18 lớp tập huấn kiến thức khởi sự doanh nghiệp, tập huấn thương mại điện tử, ứng dụng kinh tế số trong xây dựng sản phẩm OCOP và điều hành quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ thực hiện hóa 10 ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Đại hội đã hiệp thương Ủy ban hội với 31 thành viên, hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 với 11 đại biểu chính thức. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.